từ tiến sĩ đến giám đốc Maria John, ban quản lý hồ sơ và bảo mật thông tin. Tiêu đề: xem xét lại hồ sơ SCP của SCP-076. Tôi phải khẳng định lại rằng tôi kịch liệt phản đối các đề xuất sửa đổi hồ sơ quy trình quản thúc đặc biệt SCP-076. Tôi biết rằng bộ phận biên tập các vấn đề quan trọng xác nhận đây là một rủi ro an ninh, nhưng cả bà và tôi đều biết rằng lũ chóp bu chỉ đang cố che đậy một trong những sai lầm trầm trọng nhất và đáng xấu hổ nhất từ trước đến nay của chúng. Omega 7 đã hiện diện, nó tồn tại, những người đó đã chết vì bà làm hỏng việc, và bà không thể thay đổi sự thật đó, bất kể bà có cố gắng che giấu điều đó đến mức nào đi nữa. Vì Chúa, thôi nào, những người đang canh chừng hắn xứng đáng được biết chính xác hắn là thứ gì và hắn đã làm gì. Chúng ta đã làm gì, chúng ta đã phá hỏng nó thế nào, để rồi họ hiểu được nhiều hơn. Mã vật thể SCP-076, ABLE, phân loại, Keter, quy trình quản thúc đặc biệt, khu vực quản thúc 25B tọa lạc tại một vị trí nằm sâu 200m bên dưới mặt biển, được tạo lập bằng cách đào sâu xuống các tầng đá tại một khu vực địa chất ổn định. Cách truy cập duy nhất vào cơ sở quản thúc này là thông qua một trục thang máy thẳng đứng với mỗi thang máy cách nhau 50m với một cửa được gia cố phòng cháy nổ, được xây dựng bằng vật liệu bảo an dày 20cm. Trục thang máy này phải được cho ngập đầy nước biển khi không sử dụng. Khu vực quản thúc 25B sẽ được xây dựng với các khu chức năng sau: một vành đai an ninh vòng ngoài nhằm chống lại các mối đe dọa bên ngoài, được biên chế bởi các nhân viên an ninh được tôi luyện qua các trận chiến cận chiến và thông thạo chiến thuật chống xâm nhập; một khu vực hành chính và hỗ trợ bao gồm các cơ sở hỗ trợ và khu sinh hoạt cho nhân viên tại chỗ; một vùng quản thúc sơ cấp bao gồm một khối lập phương 7m được bọc trong 1,5m vật liệu gia cố phải được thiết kế để có thể ngập và thoát nước khi cần thiết, và nên giữ trạng thái chứa đầy nước biển trừ khi cần có lệnh truy cập vào thứ bên trong; một hành lang giết chóc 150m có chức năng hỗ trợ việc truy cập một chiều từ khu vực hành chính và hỗ trợ vào vùng quản thúc sơ cấp bao gồm hệ thống đường ống dẫn nước, điện, thoát nước và thông gió. Các bức tường và sàn của hành lang sẽ được gia cố theo cách tương tự như vùng quản thúc sơ cấp với việc bổ sung hệ thống răn đe điện thế có khả năng gây một cú sốc điện với cường độ 20.000V. Một chốt an ninh sẽ được đặt tại lối vào hành lang giết chóc và trong bất kỳ thời điểm nào cũng đều phải được túc trực bởi ít nhất 3 nhân viên an ninh có vũ trang. Việc vũ trang sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, ở ít nhất một hệ thống CIW đặt trên một trục xoay đặt trong một ụ phòng thủ với đường nhắm bắn trực diện vào hành lang. Hệ thống này được trang bị thêm một tấm chắn bằng vật liệu thủy tinh nhựa dẻo nhằm bảo vệ người sử dụng khỏi các vũ khí bị ném tới. Trong một sự kiện vi phạm quản thúc toàn diện, tất cả nhân viên tại khu phải tiến hành di chuyển ngay đến trạm an ninh gần nhất để được phân cấp vũ khí và áo giáp. Các nhân viên sẽ vẫn ở khu điều kiện báo động cho đến khi SCP-076-2 được xác nhận đã bị vô hiệu hóa. Nếu 90 phút trôi qua kể từ khi tuyên bố vi phạm quản thúc toàn diện mà không có lệnh giải giới từ được đưa ra bởi nhân sự cấp 4 trở lên, sở trong nước biển và niêm phong trục thang máy truy cập khu trong tối thiểu 24 giờ trước khi các nỗ lực khắc phục được tiến hành, điều này sẽ, do sự cần thiết, dẫn đến cái chết của tất cả nhân viên tại khu. Mô tả, SCP-076 bao gồm hai thành phần, một khối đá định danh là SCP-076-1 và một thực thể dạng người bên trong được đặt định danh là SCP-076-2. SCP-076-1 là một khối lập phương 3m làm bằng đá biến chất có những vết lốm đốm đen. Tất cả các bề mặt bên ngoài và bên trong SCP-076-1 đều được bao phủ bởi các những họa tiết chạm khắc, không thuộc về bất kỳ nền văn minh nào từng được biết đến. Phân tích đồng vị phóng xạ chỉ ra rằng vật thể này xấp xỉ 10.000 năm tuổi. Một cánh cửa được đặt ở một bên, được niêm phong bằng một ổ khóa có chiều rộng 0,5m, được bao quanh bởi 20 ổ khóa nhỏ hơn xếp theo một vòng tròn. Cho đến nay, chưa có bất kỳ chìa khóa nào được tìm thấy, khiến cửa không thể mở khóa được khi đóng lại. Nhiệt độ bên trong xấp xỉ 93 độ Kelvin và không thể thay đổi bằng bất kỳ phương cách nào, dù cách tác động từ bên trong hoặc bên ngoài. Ngay ở trung tâm của buồng này là một cỗ quan tài bằng đá cao 2,13m, được cố định tại chỗ và xiềng chặt bởi một số chuỗi xích không rõ vật liệu cấu thành và phương cách tạo tác, được chốt vào các góc bên trong của SCP-076-1. SCP-076-2 có vẻ ngoài giống như một người đàn ông Semitic gầy gò ở tuổi đôi mươi, tóc đối tượng màu đen và mắt màu xám, da màu ô liu,
đối tượng có chiều cao 1,96m và cân nặng 81,65kg. Vô số hình xăm mô tả các hình tượng huyền bí và thần bí có mặt trên khắp cơ thể, chủ yếu ở dạng khuôn mặt quỷ và phong cách dao động từ tinh tế đến phô trương. Đối tượng khi nằm trong SCP-076-1 đã chết về mặt lâm sàng. Tuy nhiên, đôi khi SCP-076-2 sẽ thức tỉnh, cử động một cách linh hoạt, hiện hữu tất cả các quy trình quan trọng cần thiết để duy trì sự sống của con người. Đối tượng sau đó sẽ cố gắng rời khỏi SCP-076-1. Nếu thành công, đối tượng sẽ bước vào trạng thái ngẩn ngơ và tầm soát đối tượng con người gần nhất và bỏ qua tất cả các sinh vật sống khác trong quá trình này. Một khi tiếp xúc với người sống, SCP-076-2 sẽ bước vào trạng thái thịnh nộ. Tại thời điểm đó, nó sẽ cố gắng xung đột và giết chết tất cả con người gặp phải. Cho đến nay, chỉ có cái chết của đối tượng mới được chứng minh là có hiệu quả trong việc chấm dứt những cơn thịnh nộ này. Việc tiêu diệt SCP-076-2 thường gặp vấn đề do khả năng thể chất đáng lưu tâm của nó. Đối tượng này có sức mạnh và tốc độ siêu phàm, và mặc dù không phải là bất khả xâm phạm, nó đã cho thấy một khả năng lờ đi nỗi đau đớn và sốc đáng chú ý. Bất chấp những điều này thường sẽ gây vết thương hoặc suy nhược ở người bình thường, các cuộc đối đầu trước đây đã chỉ ra rằng SCP-076-2 có những khả năng trong số những khả năng khác như sẽ toạc một cánh cửa an ninh bằng thép được gia cố trong cuộc tấn công kéo dài 4 phút, quét sạch mọi vật cản trong bán kính 64m trong vòng 3 giây, chịu nhiều phát súng 50BMG vào đầu nhưng vẫn sống sót được trong vài phút và tiếp tục giết chóc dù đã tổn thương nghiêm trọng tiểu não, đánh bay đạn súng ngắn và súng trường với một thanh thép đặt, sống sót trong hơn 1 giờ bị thiếu oxy trước khi tử vong do bị ngạt khí. Tuy nhiên, khả năng dị thường nhất của SCP-076-2 là khả năng tự hóa các vũ khí có dạng đao từ hư không. Các cảnh quay video chuyển động chậm cho thấy các lưỡi dao này thực sự được kéo ra từ một vết nứt kích thước nhỏ được mô tả là kẻ hẹp trong không gian. Hiện tổ chức vẫn chưa nắm được những kẻ hẹp này dẫn đến đâu, cũng như bằng cách nào SCP-076-2 có thể tạo ra những kẻ hẹp nói trên. Cảnh quay của các lưỡi dao cho thấy chúng được tạo ra từ một vật liệu đen hoàn toàn không phản chiếu ánh sáng, có vẻ ngoài dưới dạng khoảng trống đen trong không gian vũ trụ. Do các lưỡi dao này sẽ nhanh chóng biến mất sau khi rời khỏi tầm kiểm soát của đối tượng, hiện vẫn chưa có bất kỳ phân tích cấu trúc nào của chúng có thể lập vào lúc này. SCP-076-2 đã bị giết nhiều lần một cách hiệu quả bằng nhiều cách khác nhau như nhận hỏa lực được triển khai liên tục từ nhiều súng máy hạng nặng, ngạt thở, bị nghiền nát bên dưới một phần thiết bị của một thang máy nặng 13,6 tấn được sử dụng vận chuyển SCP-076-1, thiêu sống thông qua việc sử dụng lựu đạn Thermite TS-3 được đặt trực tiếp bên trong khoang ngực đã bị xuyên thủng của SCP-076-2. Trong lần vi phạm quản thúc tồi tệ nhất tính đến nay, khu quản thúc 25 trước đây từng là nơi quản thúc SCP-076 đã buộc phải kích nổ đầu đạn hạt nhân trên phạm vi toàn khu như một nỗ lực cuối cùng nhằm ngăn chặn SCP-076-2 trong lúc nó đang cố gắng tẩu thoát, dẫn đến sự phá hủy hoàn toàn khu này và tất cả nhân viên tại chỗ. SCP-076-1 đã sống sót sau sự kiện trên. Sau khi chết, thi thể của SCP-076-2 sẽ bị hoại suy một cách nhanh chóng, cho đến khi tiêu biến thành bụi. SCP-076-1 và quan tài bên trong sau đó sẽ đóng sập lại với lực rất lớn và khóa sẽ chốt, niêm phong chính nó. SCP-076-2 sau đó sẽ tái tự thành trong quan tài. Quá trình này mất từ 6 giờ đến 25 năm. Những phân tích từ những gì còn sót lại sau khi chết của SCP-076-2 cho thấy rằng nó có một hệ thống nội quan rất khác biệt so với chính chúng ta. Những điều này được ghi nhận lại trong bổ sung SCP-076 đã được phát hiện tại Mongolia vào năm 18 bởi các nhà khảo cổ học từ Anh. Tất cả các thành viên của đoàn thám hiểm sau đó đã bị giết trong chuyến đi trở về. SCP-076 đã được thu hồi từ tàu thuộc sở hữu của cộng đồng, một trong những tổ chức sau này sát nhập và trở thành một phần của Liên minh Huyền bí Toàn cầu Tân thời và được đặt tại khu vực trưng bày trong nội chánh điện của chúng. SCP-076 đã được lưu trữ trong cho đến khi SCP-076-2 tiến vào trạng thái hoạt động và tẩu thoát vào ngày. Nguyên do cho sự kích hoạt của SCP-076 hiện vẫn chưa được xác định, nhưng tại thời điểm này, các chìa khóa cho lớp chắn bên ngoài đã bị mất. Một cuộc săn lùng lớn kéo dài hơn 3 năm và đã diễn ra cho đến khi SCP-076-2 bị đánh bại bởi đã giết nó và khiến nó phải tái tụ thành bên trong SCP-076-1. Thứ sau đó được thu hồi và quản thúc bởi các đặc vụ thuộc tổ chức. Đối tượng đã bị giam giữ thêm 3 năm nữa dưới sự giám sát liên tục và bị tiêu diệt bất cứ khi nào nó tiến vào trạng thái hoạt động. Mặc dù đôi khi nó có thể tẩu thoát trong thời gian ngắn, thường là do vi phạm an ninh từ các cuộc tấn công từ các tổ chức khác,
số nhân sự của tổ chức đã tử vong từ những sự kiện thế này là: sau biến cố vừa rồi, các quy trình quản thúc hiện tại áp dụng cho SCP-076 đã được thực hiện, mặc dù chúng luôn được nâng cấp thường xuyên song song với sự phát triển các tiêu chuẩn công nghệ. Phụ lục 076-2, dự án Able và đội đặc nhiệm cơ động Omega-7. Từ Giám đốc Maria John, cơ quan quản lý lưu trữ hồ sơ và bảo mật thông tin, đến Quản trị viên cấp 4, tiêu đề, cập nhật RISA cho giao thức bảo mật thông tin bổ sung SCP-076, tên tập tin, phụ lục 076-1, dự án Able và lực lượng đặc nhiệm cơ động Omega-7, truy cập trước, hội đồng O5, phân loại truy cập, cấp độ 3, cơ sở cần biết, ngày có hiệu lực. Hồ sơ tâm lý của đối tượng SCP-076-2. SCP-076-2 sở hữu một tâm trí được cấu tạo khác nhiều so với tâm trí của chúng ta, hoặc hoàn toàn khác, có rất ít sự đồng cảm theo cách mà chúng ta có thể hiểu được. Các khái niệm như tình dục, tình yêu và sự bình đẳng là những khái niệm hoàn toàn xa lạ đối với SCP-076-2. Đối tượng đã cho thấy rằng nó hoàn toàn không quan tâm đến tình dục, hầu như không phân biệt giới tính ngoại trừ một hình thức nhận dạng trực quan. Ngoài ra, mặc dù đối tượng thừa nhận rất thích thú với hành động giết chóc, việc gây ra nỗi đau cả về mặt tinh thần lẫn thể xác không có sức hấp dẫn đối với nó. Tóm lại, SCP-076-2 hoàn toàn là một kẻ không tồn tại nhân tính trong cách hành động, một kẻ sát nhân hoàn hảo. Các bài kiểm tra trí thông minh đã cực kỳ không có kết quả khi áp dụng cho SCP-076-2 và vẫn chưa thu được kết quả chính xác. Điều này có thể là do quá trình suy nghĩ xa lạ của đối tượng, tuy nhiên, SCP-076-2 đã cho thấy rằng nó có kiến thức sâu rộng về nhiều ngành khác nhau như giải phẫu học, các chiến thuật quân sự, luyện kim, và kỳ lạ hơn là về việc chăm sóc gia súc. Đối tượng có kiến thức về một số ngôn ngữ bao gồm cả tiếng Anh, nhưng đáng chú ý nhất là kiến thức về một số phương ngữ của tiếng Sumer cổ đại. Dường như đây là ngôn ngữ ưa thích của đối tượng. SCP-076 không có gì ngoài sự khinh miệt đối với con người. Với một ngoại lệ, nó dường như rất tôn trọng những người mà nó thừa nhận là cấp trên của nó. Điều này được phát hiện khi đặc vụ. Một đặc vụ trước đây đã có nhiều kinh nghiệm đối chọi với SCP-076-2, đã không xuất hiện sau khi nó trốn thoát. Đối tượng có vẻ đau buồn, và nó đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến đặc vụ đó như hiện tại anh ta đang ở đâu, tại sao anh ta không xuất hiện. Lý do cho sự vắng mặt của đặc vụ kia là do đã bị giết trong nhiệm vụ thực hiện một cuộc không kích nhằm ngăn chặn bước tiến của SCP. Khi nghe được thông tin ấy, SCP-076-2 đã ngừng cơn thịnh nộ và cho phép các nhân sự hộ tống và kiềm chế để quản thúc nó lại trong phòng quản thúc. Đối tượng sau đó đã được phỏng vấn về những thay đổi mạnh mẽ đột ngột trong hành vi của nó. Sau một cuộc phỏng vấn ngắn với SCP-076 về việc đặt các câu hỏi xoay quanh đặc vụ kia xem vì sao đối tượng lại quan tâm đến điều đó, cho thấy rằng tổ chức có thể tìm cách để đánh vào tâm lý của SCP-076, có thể lợi dụng sức mạnh và sự bất tử của SCP-076 để phục vụ mục đích quân sự của chức tổ. Nếu thành công, nó sẽ là bước nhảy vọt để thăng tiến sức mạnh của tổ chức. Đề xuất dự án, đội đặc nhiệm cơ động Omega-7, tuyên bố sứ mệnh, hỗ trợ SCP-076-2 trên chiến trường, trong các tình huống có rủi ro cao. Tổ chức đội đặc nhiệm, nhân tố đặc biệt của đội đặc nhiệm Able, đội trưởng đặc nhiệm. Từ 10 đến 20 đặc vụ được chia thành 5 đội, mỗi đội từ 3 đến 5 người. Các thành viên của nhóm phải được chính Able lựa chọn từ những đặc vụ ưu tú để duy trì mối quan hệ suôn sẻ giữa Able và các thành viên của lực lượng đặc nhiệm. Giao thức an toàn, SCP-076-2 phải đeo một thiết bị gắn vào cổ. Khi kích hoạt sẽ ngay lập tức phát nổ, tiêu diệt SCP-076-2 bằng cách phá hủy hoàn toàn tủy sống, khí quản và tất cả các mạch máu lớn ở cổ. Một thiết bị theo dõi cũng đã được gắn vào người của SCP-076-2, đó là để giảm bớt việc giết hại trừ khi được lệnh và tránh gây thiệt hại cho cơ sở vật chất của tổ chức. Vũ khí và thiết bị, các thành viên trong đội phải được trang bị vũ khí và trang bị phù hợp. Vì đối tượng Able không có sử dụng súng, thay vào đó anh ta được trang bị một hoặc nhiều vũ khí cận chiến sắc bén mà nó lựa chọn. Phụ lục, vì Chúa, hãy tìm cho những người này việc gì đó để làm. Able cảm thấy buồn chán và bắt đầu cho đội của mình tập luyện bắn đạn thật. Họ nhận đạn, anh ấy huấn luyện vũ khí. Bạn đã bao giờ thấy ai đó bẻ gãy hàm của một người đàn ông bằng thanh kiếm nép chưa? Anh ta sẽ không dừng lại cho đến khi có ai đó bị giết. Tiến sĩ. Báo cáo của tiến sĩ. Dự án đội đặc nhiệm cơ động Omega-7. Do khả năng sử dụng thành thạo ngôn ngữ Sumer của SCP-076-2, các nhà nghiên cứu đã yêu cầu nó dịch một số tài liệu.
Mặc dù ban đầu nó trả lời với thái độ không quan tâm, nhưng nó đã dịch một số tài liệu mà họ thấy đáng quan tâm. Hầu hết các tài liệu được SCP-076-2 chọn đều liên quan đến các trận chiến hoặc các anh hùng huyền thoại. Một trong những tài liệu yêu thích của nó đặc biệt là sử thi Gilgamesh. Tuy nhiên, một nhà nghiên cứu đã tặng nó biểu tượng từ SCP-073. Khi nhìn thấy điều này, SCP-076-2 trở nên vô cùng tức giận, giết chết một số nhà nghiên cứu trước khi công tác vòng cổ của nó được bật để tiêu diệt của nó. Khi được hồi sinh và đặt câu hỏi về điều này, SCP-076-2 phản ứng mạnh mẽ và dòng câu hỏi đó ngay lập tức bị loại bỏ, khuyến cáo rằng bất cứ điều gì liên quan đến SCP-073 không bao giờ được cho SCP-076-2 thấy và cả hai không bao giờ được ở cùng một cơ sở. Phụ lục 076-7. Gần đây, SCP-1105 đã được chấp nhận và đội đặc nhiệm cơ động Omega-7. Sau khi đánh bại SCP-076-2 trong một cuộc thi để xem ai trong hai người có thể kích hoạt một số thiết bị, mỗi thiết bị cách nhau hơn một dặm, khác vào điểm khởi đầu, SCP-105 đã đạt được điểm số cao hơn đáng kể so với SCP-076-2 bằng cách sử dụng khả năng vốn có của mình để làm lợi thế cho mình. SCP-076-2 thất bại và cho phép cô gia nhập nhóm. Phụ lục 076-9. Đề xuất giới thiệu SCP-076-2 cho SCP-682 bị hoãn vô thời hạn. Những người có giấy phép an ninh cấp 4 trở lên có thể yêu cầu quyền truy cập vào tài liệu 076-2. Phụ lục 076-23. Theo yêu cầu của Ủy ban Bâu, đội đặc nhiệm cơ động Omega-7 sẽ được triển khai tại vùng của để chống lại. Sau khi dự án đội đặc nhiệm cơ động đi vào hành động, một sự dự đoán của các thành viên tổ chức dường như không ngờ đến là việc SCP-076 lúc đầu còn làm đúng theo lệnh. Tuy nhiên, sau ít lâu khi không còn nhiệm vụ cho đối tượng làm thì nó lại tiến vào trạng thái mất kiểm soát và đã quay ngược lại để tấn công các đặc vụ trong đội. Nhưng điều tệ hơn đã xảy ra là về việc SCP-076 đã vô hiệu hóa vòng cổ an toàn. Điều này khiến điểm quản lý rơi vào tình thế hỗn loạn. Ngay khi hay tin hội đồng O5 đã ra quyết định là sẽ hủy diệt điểm 25 bằng một đầu đạn hạt nhân, sự cố này đã hủy hoại hoàn toàn điểm 25. Dự án sau đó cũng đình chỉ vô thời hạn. Hồ sơ tâm lý đã được sửa đổi của đối tượng SCP-076-2. SCP-076-2 sở hữu một tâm trí được cấu tạo khác nhiều so với tâm trí của chúng ta. Có rất ít sự đồng cảm theo cách mà chúng ta có thể hiểu được. Các khái niệm như tình dục, tình yêu là những ý tưởng hoàn toàn xa lạ đối với SCP-076-2. Đối tượng đã cho thấy rằng nó hoàn toàn không quan tâm đến tình dục, hầu như không phân biệt giới tính ngoại trừ một hình thức nhận dạng trực quan. Ngoài ra, mặc dù đối tượng có vẻ rất thích thú với hành động giết chóc, nhưng việc gây ra nỗi đau cả về mặt tinh thần lẫn thể xác lại không có sức hấp dẫn đối với nó. Các bài kiểm tra trí thông minh đã cực kỳ không có kết quả khi áp dụng cho SCP-076-2 và vẫn chưa thu được kết quả chính xác. Điều này là do thực tế là không thể giao tiếp với đối tượng khi ở trạng thái thịnh nộ. Đối tượng thể hiện kiến thức về một số ngôn ngữ bao gồm tiếng Anh, nhưng đáng chú ý nhất là kiến thức về một số phương ngữ của tiếng Sumer cổ đại. Dường như là ngôn ngữ ưa thích của nó, SCP-076 không có gì ngoài sự khinh thường con người và sẽ giết họ ngay khi nhìn thấy. Không có giao tiếp nào được cố gắng thực hiện nó. Và đó là toàn bộ hồ sơ của SCP-076. Nếu có thắc mắc hay biết thêm thông tin hữu ích nào về SCP này, đừng ngại để lại bình đề cùng thảo luận nhé. Cảm ơn bạn đã xem đến hết video. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau.